Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Wannabe Legion, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới, kèm theo đó là một vài giả thiết vô cùng thú vị trong Wannabe. Quay trở lại chủ đề chính trong video hôm nay, spoiler thông tin nhanh Wannabe chapter mới. Và chapter tiếp theo 1086 tiếp tục là một chapter với rất nhiều thông tin thú vị có liên quan đến tên của năm vị ngôi lỗ tình, cùng với đó là thông tin có liên quan đến vụ ám sát Thánh Charlotte. Và cho nên nó khiến tôi ngay lập tức phải làm video này cập nhật tin tức đến với anh em. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Tên chủ đề của chapter 1086 là ngũ lỗ tình, và không cần nói chúng ta cũng biết nội dung chính của chapter này có liên quan đến năm vị ngũ lỗ tình, và đó cũng chính là tên của năm vị ngũ lỗ tình này. Và mỗi người đều có cho mình một danh hiệu của thằng chiến binh. Với việc đưa ra thông tin này thì gần như chắc chắn ngũ lỗ tình thật sự rất mạnh, mạnh hơn những gì mà chúng ta nghĩ. Người đầu tiên là Satan, là tên của một vị thằng khoa học phòng hộ, và nó cũng giải thích lý do vì sao Satan, một vị thằng khoa học, lại quyết định đi đến hòn đảo Ethos của Vega Bình để giải quyết một chuyện. Vị ngũ lỗ tình tiếp theo là thằng chiến binh nông nghiệp Jupiter, và đây cũng chính là vị ngũ lỗ tình tóc vàng này. Ngũ lỗ tình tiếp theo là thằng chiến binh tài chính Venus, là vị ngũ lỗ tình đầu trọc cầm thanh kiếm katana này. Người tiếp theo là thằng chiến binh luật pháp Mercury, đồng thời cũng chính là vị ngũ lỗ tình có bộ râu và bộ ri mép dài này. Và cuối cùng là chiến binh thằng môi trường Matt, là vị ngũ lỗ tình có vết sẹo bỏng trên trán. Và tôi muốn nói một chút về tên của năm vị ngũ lỗ tình này. Theo đó, tên của năm vị ngũ lỗ tình là những chòm sao bao quanh xung quanh hệ mặt trời. Đó là sao thổ Saturn, tiếp theo là sao thủy Mercury, sau đó rồi đến sao kim Venus, sao hỏa Mars, và cuối cùng là sao mộc Jupiter. Và rất có thể tên trác quỷ của năm vị ngũ lỗ tình này có liên quan đến tên của họ. Và tôi đã có một ý tưởng rất thú vị có liên quan đến tên trác quỷ mà họ đang sở hữu. Và cho nên tôi sẽ có riêng một video nói về tên năm trác quỷ của năm vị ngũ lỗ tình này trong thời gian sắp tới. Quay trở lại với chapter, và là cuối cùng, Oda cũng đã chính thức xác nhận đất nước Lulusian bị tiêu diệt bởi một loại vũ khí của Vega Bình chế tạo. Và tôi không quá bất ngờ với thông tin này, bởi trước đó thông qua những lời mà Robopsy đã nói ở chapter 1062 thì tôi đã cho rằng Vega Bình có liên quan đến sự việc đất nước Lulusian bị xóa sổ hoàn toàn ở đây. Và điều này đã khẳng định lại một lần nữa sự việc Vega Bình đi cùng với Luffy và băng hải tặc Vũ Trơm là một sự kiện quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của chính quyền thế giới. Thông tin tiếp theo tiếp tục là một thông tin cực kỳ quan trọng nữa. Theo đó, Imsama đến từ gia tộc Nerona và là một trong số 20 người sáng lập ra chính quyền thế giới, tức Imsama sống cùng thời với Sawboy và nữ hoàng Lily của gia tộc Nefertari. Thông tin tiếp theo có liên quan đến vụ ám sát Thánh Charlotte. Theo đó, Thánh Meogat đã bị kết án tử hình bởi những thánh hiệp sĩ, đồng thời thủ lĩnh của thánh hiệp sĩ cũng đã xuất hiện, và đó là một người đến từ gia tộc Vigaland, và đây chính là gia tộc của sang tóc đỏ được ngũ lỗ tình tiết lộ trong Wannabe phim Red. Thông tin cuối cùng cũng là thông tin quan trọng nhất, tuần sau Wannabe không có chapter mới. Đồng thời, Oda đã quyết định nghỉ một tháng để chuẩn bị cho những trận chiến siêu kinh điển hay nhất trong Wannabe. Và nó tương tự như năm ngoái, khi Oda quyết định nghỉ từ chapter 1053 cho đến chapter 1054. Trên đây là một vài thông tin nhanh của spoiler Wannabe chapter 1086 về tên của năm vị ngũ lỗ tình, đồng thời xác nhận Imsama là một trong số 20 người sáng lập ra chính quyền thế giới. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.